Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team công minh kỳ dân đây. Thì các clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người là cách lựa chọn cái phân xanh cho phù hợp của vườn của mình và các tiêu chí để lựa chọn phân xanh nhé. Thì mỗi khu vườn khác nhau thì sẽ có những cây trồng cây phân xanh khác nhau trong một khu vườn của mình. Như vườn mình trồng cam thì có những loại cây phân xanh khác, mà cam ở miền Bắc thì cây phân xanh khác, cam ở miền Nam thì cây phân xanh sẽ khác. Còn chưa nói đến cây ổi hay là cây bắp, ngô thì nó đã khác nhau với những cây trồng khác nhau rồi, mà nó lại vùng miền khác nhau thì cây trồng phân xanh sang nhau nó phải khác nhau nữa. Thì bởi vì nó sẽ điều kiện thời tiết khác nhau và cây trồng khác nhau nên là mình phải khác nhau, nói chung mình phải tìm hiểu và có kiến thức. Thì cái clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người là 7 tiêu chí lựa chọn cây phân xanh và vừa mình chi tiết làm thế nào nhé. Ok, thứ nhất lựa cây phân xanh nhé. Thì thứ nhất cây phân xanh này thì mọi người thấy là cây phân xanh là thứ nhất là thường chúng ta nên ưu tiên là cây họ đậu. Ok, thì cây lạc dạ này một cây họ đậu này. Thứ hai là phát triển nhanh, đúng, vì chúng ta cần nguồn cây phân xanh, mà cần nguồn dinh dưỡng này, nó phải phát triển nhanh đâu, nó không phải cây lâu năm. Thứ ba là phân hủy nhanh nhé. Một là họ đậu, thứ hai phát triển nhanh, thứ ba phân hủy nhanh. Thì thứ tư là cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, đúng rồi, bởi vì mình trồng trong sang của vườn của mình thì nó không để cạnh tranh dinh dưỡng được, nó phải cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng khu đất của mình. Thứ năm là không cạnh tranh dinh dưỡng, ok thì đúng này. Thứ sáu là không thu hút sâu bệnh, đúng không? Tự nhiên mình khu vườn của mình đang trồng thế này, mình đi trồng một loại cây phân xanh sang vào mà nó không giúp được cái khu vườn của mình rồi, mà nó còn dễ cái gọi là mang thì sâu bệnh nữa thì không được. Và cái cuối cùng đó là nó phải phát triển nhanh. Nó phát triển nhanh thì đúng, mà mình trồng cây phân xanh thì phát nhanh đó rồi, phân hủy nhanh thì mình cần phải nhanh, cây nó thật mềm, dễ phân hủy để cho cung cấp cái lượng dinh dưỡng lại cho khu vườn của mình ngay lập tức, không phải mất thời gian hàng năm trời, mà có nghĩa là trong vài tháng liên tục trong năm thì mình sẽ có nguồn dinh dưỡng đều đặn từ nguồn cây phân xanh. Thì đấy là 7 tiêu chí để lựa chọn cây phân xanh. Thì vườn mình thì mình, và mình cũng thêm một số gợi ý nữa tại khu vườn của mình ấy, thì người nên nhớ là nếu mà vườn mình á, mình trồng cây mà vườn mình cao, và tại thời điểm mà cây vườn mình nó chưa cao ấy, còn nhiều khoảng nó trống, thì mình trồng những cây phân xanh cao nhé. Thì đây mình sẽ quay cây phân xanh cam đây. Thì vườn mình cây cam mình nó còn nhỏ và còn nhiều khoảng đất trống, thì mình sẽ lựa những tận dụng những khoảng đất trống đó, mình trồng xen vào cây phân xanh cao. Là một, đây là một cây họ đậu đây, mọi người nhìn là biết ngay. Mình làm nhiều clip với cây này rồi, và cây này gọi là có khí mùn nha mọi người, nhưng mà này là mùn trắng. Còn tại bởi vì cây ở đây là nó thuộc dạng cây gọi bản địa đây. Thì mình mới nói thêm một yếu tố nữa là thêm cây bản địa nữa, là vì sao? Vì trồng cam, trồng cây phân xanh cam tại khu vực miền Bắc nó khác với lại khu vực miền Nam nữa, là phải chọn cây bản địa thì nó mới phát triển tốt trên cái đất của mình. Thì đấy, mọi người thấy là cây này phát triển rất nhanh và mình tận dụng được khoảng đất trống trong vườn mình. Ok, nhiều quá. Còn đấy là những khu vực cây cao cao tán thì mình cây cam bộ nhỏ thật mình thích. Còn như dưới mặt đất này thì mình chưa có trồng những cây gì, đúng không? Thì mình trồng cây phân xanh, đây là cây lạc dại nè mọi người thấy nè, lạc dại rất đẹp đấy, lạc dại đấy. Trừ nên mình không thấy hoa, nhưng mà mọi người thấy nè, khi mà nó có nó thì cỏ nó sẽ không lên, cỏ nó sẽ không mọc được, thì nó chỉ như thế này thôi. Và mình sẽ giữ cỏ được cho khu vườn của mình và vừa cố định đạm cung cấp dinh dưỡng cho cây của mình luôn nhé. Đây là nó thuộc cây họ đậu đấy, và cái này phát triển cực kỳ nhanh, nó đảm bảo tất cả tiêu chí trong khu vườn của mình. Và vì sao mình chọn cái này, là vì thứ nhất nó có cố định đạm này, cây cam cần đạm này, và nó mọc thấp phía dưới thì vừa chai được cỏ mà cũng chả ảnh hưởng tới cây cam. Còn cái cây mà có khí mùn lúc nãy thì nó cao, nhưng mà tận dụng vì cây cam vùng nhỏ, tận dụng khoảng đất trống thì trồng phát triển nó, sau đó tấp phủ vào thôi. Còn nhiều ví dụ khác thì mình thì tiếp tục kể cho nói là thêm này. Cái cây phân xanh đấy thì nó phải mọc
phải theo mùa nữa, khổ không? Là mùa này trồng cái này và mùa kia trồng cái khác. Tùy một số cây thì nó mọc quanh năm thì không nói, thì còn những cây khác mình phải tìm hiểu thêm mùa. Mà mọi người lấy là mình nhắc đi nhắc lại rồi là cây nên trồng cây bản địa phù hợp với khí hậu của mình, và đây là cây họ đậu, cây phong xanh phải phù hợp với khí hậu của mình thì nó sẽ phát triển tốt và nó phù hợp với vườn mình. Còn vườn mình thì trồng cam, trồng cây họ đậu chả cạnh tranh nên giữ như cây cá. Và cho dù cây họ đậu này nó ban bệnh tật thì nó sẽ lây qua cây cam được, vì hai cái bệnh tật nó khác nhau. Và cái bệnh tật cây cam mà nó cần môi trường sống mà cái họ đậu này nó vào nó can thiệp thì cái sự chu trình phát triển của các loại sâu bệnh trong đất nó bị biến đổi. Nói chung cái này rất nhiều vấn đề để nói về cái này, trong clip này mình sẽ không nói hết được nhá, mình sẽ làm thêm rất nhiều clip để mình nói vấn đề này rất nhiều luôn, thật sự là rất nhiều. Thì mình cái này thì mình nói về các tiêu chí lựa chọn cây bonsai xanh và thực tiễn của mình thôi. Còn như mình giới thiệu cũng giới thiệu thêm một số cây bonsai xanh, đó là như cây bonsai xanh mọc trong mùa đông thì có như loại là mù tạt đậu này, rồi thuốc lá kiều mạch, đó là những cây bonsai xanh đấy. Còn cái đó là những cây mọc trong mùa đông và độ cao thấp, mọi người lưu ý nốt lại này. Và độ cao trung bình đấy là những cây mù tạt đậu, đậu răng cưa, cà ri. Độ cao mà cao hơn ấy, mù tạt đậu, đậu răng cưa, kiều mạch thì mọi người lưu nốt lại để chi, vì vừa mình trồng cam không nói, nhưng nhiều người trồng màu nó phải khác đúng không? Độ cao cây cây chính trong vườn của mình nó lại khác thì mình chọn cây bonsai xanh khác. Nó không có giống được, không phần nào giống phần nào được. Giờ mình nói một phát mà ra vườn cho tất cả vườn mọi người là không được, hơi khó. Còn trong mùa hè ấy, thì độ cao thấp thì có thể trồng được mù tạt này, kiều mạch này, điên điển này, hay là đậu velet hay đậu đậu ván, thuốc lá này trồng cũng được luôn. Còn độ cao trung bình ấy, thì cũng có mù tạt kiều mạch này, đậu dày này, điên điển này, gai dầu này. Còn cái cao đó thì có thêm một số cây như là có cà ri, thuốc lá, mù tạt kiều mạch. Mình nó nhớ là mù tạt kiều mạch hay là thuốc lá, nó là cây phân xanh mà có thể trồng gần như là mùa đông và mùa hè trồng gì cũng được hết, và nó được trồng trên rất nhiều vùng. Nhưng mình lưu ý đây, ở đây á là mọi người nên nhớ cây bonsai xanh này mình nêu ở mức chung, còn mọi người nên tìm những cây họ đậu, mình cứ đi quanh 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 khu vực của mình đấy thì mình thấy những mấy cây phân nào mọc dại á, mà cây họ đậu á mình nhắm 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 được thì mình về mình đem cái giống đó mình về trồng vườn mình là hợp nhất. Còn mình coi trên mạng này kia thì nó lại mẫu vùng nó lại khác nhau và cây nó lại không hợp nhau thì nó cũng ok thôi, nhưng mà nó không phải tối ưu được. Mình khuyên là lên trồng cây bản địa, cây phát xanh cây bản địa nhá. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết clip này của mình nhé. Thì nếu mọi người mà thấy clip này hay bổ ích thì nhớ ấn nút đăng ký kênh với mình nhé. Rồi chào mọi người nhé.